Trần Tư Đình lấy chồng đến Đài Loan 12 năm rồi, việc chị đắc ý nhất, từng biết nấu ăn ở quê hương Việt Nam, đến Đài Loan, đó là gặp món nào là biết món đấy. Hơi này rất nóng, thời tiết cũng như thế này. Người vợ trong mắt Trương Ức Kỳ rất mạnh mẽ và dám làm ăn, mặc dù hồi mới đến Đài Loan, chị là một cô gái 18 tuổi, tính tình rất ngay thẳng. Nhưng giống như ý nguyện của chồng, đó là thành một gia đình, bây giờ Trương Ức Kỳ đã trở thành bố của những đứa trẻ. Chị Đình biết tiếng Trung và tiếng Đài đều nói niu nuốt, năng động trong cuộc sống, có được hạnh phúc của chính mình ở Đài Nam. Cách 1-2 năm, chồng chị thường dẫn chị về Việt Nam thăm gia đình, nhưng năm nay có một bất ngờ xảy ra, mới đầu chị không hài lòng vì Trương Ức Kỳ nói với chị rằng anh có một cô con gái ở Việt Nam. Lần trở về này, cùng nhau đi thăm cô con gái xa lạ đó, nhờ mẹ chồng giúp chăm con, Trương Ức Kỳ dẫn vợ theo và cả đứa con thứ ba đang ở trong bụng chị. Đầu cuộc hành trình dài 700 km. 18 tuổi, tôi đã lấy chồng sang Đài Loan. Lần trở về Việt Nam này, thực sự tôi thấy rất nhiều, cảm động lắm. Vì chị cũng cảm thấy, sao lại có nhiều trẻ em phải sống cuộc sống khổ sở thế? Qua 3 ngày, chị Đình cuối cùng cũng gặp được cô con gái Việt Nam của chồng. Cũng giống như con gái chị, bé đang theo học lớp 5. Đường nét trên khuôn mặt cũng hơi giống, nhưng chị Đình trắng trẻo hơn. Tiểu Hồng Anh thì ngày nào cũng phơi nắng ngoài đồng, mặt mũi đen sạm. Thêm một tấm nữa nhé! Việt Nam vốn là một đất nước xa lạ, nhưng người con gái Việt Nam đã nấp đầy giấc mơ thành gia của Trương Ức Kỳ, thế nên anh luôn ghi nhớ phải báo đáp quê hương của vợ. Chúc chúng ta mạnh khỏe! Tự đến ôm tôi! Ôm ba đi!